Artificial love, we just make it fit words, we just mess it up. Cause we already are addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Xin chào các bạn vừa được nghe một cái đoạn nhạc được phát trên cái mạch công suất này. Nó là mạch công suất sử dụng hai chip NM1875. Và mạch này thì được sản xuất bởi hãng Fibu, một cái hãng của Trung Quốc cũng nhưng mà cũng khá là nổi tiếng. Nó sản xuất chuyên các cái mạch công suất hàng cao cấp để xuất cho châu Âu và Mỹ. Trước đây mình cũng có từng là một cái mạch đó là con NM3886 bản kiên cáp của họ, chất âm của nó rất là tốt và cái số lượng bán ra ở Việt Nam mình cũng ra khá là lớn. Thời điểm mà mình nhập được hàng thì mình bán là nhiều. Sau một cái khoảng thời gian do dịch bệnh rồi nói chung nhiều thứ liên quan đến vấn đề khan hàng cho nên là mình không thể nhập được hàng từ bên đó về nữa. Thì đợt vừa rồi mình có nhập được thêm hai cái mạch này về để mình chơi thử. Thì ok, mình sẽ tháo cái mạch ra để cho các bạn xem thử cái cấu trúc của cái mạch này nhá. Cái mạch này so với cái bàn tay của mình thì nó khá là nhỏ gọn. Nó nằm trong cái phân khúc mà thuộc cái dòng gain clone đi cùng với con NM3886, NM3875. Về chất âm có thể nó nói chung là nó ngang hàng với lại NM3886. Nó chỉ khác cái là với công suất của nó thấp thôi. Công suất của NM3886 nó tầm 50-60W cho một kênh, còn con này thì nó khoảng tầm từ 20 cho đến 30W và chơi với cái mức 20W thì rất là trong. Thì theo một cái số cái thông số về datasheet thì các bạn có thể quan sát ở trên này. Con này nó chơi điện áp giải từ 16 cho đến 60V. Tương với lại khoảng tầm 8 cho đến 30V cộng trừ. Và cái nhiễu hạt của nó cực kỳ thấp luôn, có 0,015 phần trăm khi mà chơi với cái mức là công suất là 30W và gain của nó trung bình ở cái mức là 30 dB. Thì cái loa ở đây sử dụng, người ta khuyến cáo dùng từ 4 cho đến 8 ohm. Với cái mức 8 ohm thì nó ra được khoảng tầm từ 8W cho đến 20W. Thế còn nếu mà bạn chơi với loa 4 ohm thì nó ra được cái mức 30W. Tiêu tán nhiệt của nó thì cũng tương đương với kiểu như con NM3886, đó là khá là nóng. Và đây các bạn có thể quan sát ở trên cái mạch này, cái linh kiện của nó cũng khá là tốt. Với phần PCB ở đây họ làm mạ vàng. Linh kiện thì các bạn có thể thấy một số con Unicorn, hàng con này là con nói chung là hàng mousse. Còn chở ở đây thì là chở 718-719 hàng quân sự. Các linh kiện khác ví dụ như cặp tụ nguồn ở đây là tụ Lover, nó chuyên cho audio với điện dung của nó khoảng tầm 6800 microfarad hai con. Mạch này thì cũng có cả chống bụp và chống dòng giò nữa, được điều khiển bởi cái con MIPC 1237 đây qua thông qua Zule. Còn điện áp được nắn đầu vào thông qua cái con diode cầu đây. Tổng thể thì cái mạch này họ làm hoàn thiện luôn này. Đó, có cả cái tấm sắt
để bắt mạch phía dưới đây, và tác dụng của nó cũng là chống nhiễu luôn, còn tản nhiệt thì to luôn đó. Thì so sánh với lại một số dòng chip khác mà cùng mẫu ấy, thì cái con này ấy, thực ra nó có một bản khác. Con khác đó là cái con TDA 2030 ấy, thì theo như đánh giá là cái con TDA 2030 nó nói chung là không thể so sánh với con này, bởi vì cái con kia thì nhiễu hài của nó cực cao. Với lại thêm cả nữa là cái áp của nó thì nó chỉ chạy từ cộng trừ 6V cho đến 18V thôi. Có nghĩa là nếu mà mình cấp áp cao hơn mà chơi cùng với những cái mạch này thì con đấy nó sẽ chết. Và nói chung là âm thanh như các bạn vừa cảm nhận đấy, thì âm thanh của chip là 1875, âm thanh nó rất là hay, âm thanh rất là trong. Đó, cấu trúc mạch thì nhỏ gọn này. Để mà chơi thì mình có thể ghép với các cái loa Buxell toàn giải hay là mấy cái loa Sony nhỏ nhỏ, rồi thậm chí như vừa rồi mình ghép thì mình ghép với loa 20 cm, nó kéo cũng thoải mái luôn. Nói chung về chip class AB, nếu mà mình cung cấp nguồn tốt rồi tản nhiệt tốt cho nó, dòng đủ dòng thì nó chạy cũng khá là cao. Và con này thì âm thanh rất là tốt. Đó. Nó cũng là một cái lựa chọn cho các bạn nếu mà muốn giáp âm ly không thua kém gì là mà 3886 cả. Chỉ khác cái là công suất của nó chơi tối ưu ở cái mức nhỏ để mình kéo mấy cái loa Buxell nghe nhẹ nhàng ở trong các cái phòng nhỏ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.